Kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chương trình tạp chí khoa học quân sự như thường lệ là mục quét sóng. AT-4 là sản phẩm phát triển từ nguyên mẫu súng Panzerkorps M68 cỡ nòng 74mm, được Thụy Điển thông qua với vai trò súng chống tăng tiêu chuẩn của quân đội nước này vào năm 1960. Súng không có khả năng xuyên thủng giáp trước xe tăng hiện đại, tuy nhiên lại phát huy tác dụng tốt khi bắn từ phía sau hoặc hai bên. Năm 1982, quân đội Mỹ có nhu cầu tìm một loại vũ khí chống tăng mới để thay thế M72 Lo đã lỗi thời và AT-4 đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn mà họ đưa ra để thay thế M72. Mặc dù rất ấn tượng với cấu tạo đơn giản và độ bền của khẩu AT-4, quân đội Mỹ vẫn tìm thấy một vài chi tiết có thể cải tiến như bổ sung các tấm cản trước và sau ở hai đầu ống phóng, cũng như những thay đổi khác liên quan đến cơ cấu ngắm cùng dây đeo. AT-4 được quân đội Mỹ thông qua với vai trò súng phóng rocket đa năng hạng nhẹ với tên gọi M136. M136 có chiều dài 1.016mm, khối lượng 6,7kg, đường kính nòng bên trong là 84mm, hoạt động tốt trong giải nhiệt độ từ âm 40 độ C đến 60 độ C. Súng hoạt động trên nguyên tắc không giật, trong đó độ giật của súng được triệt tiêu nhờ lượng khí đẩy ra từ phía sau ống phóng. M136 tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất nhờ ống phóng làm bằng sợi thủy tinh, nhẹ và rẻ hơn. Nguyên tắc chung của súng không giật là các bộ phận không phải chịu áp lực quá nhiều mà hầu hết được chuyển theo luồng khí phụt ra phía sau. Thực tế này cho phép súng có trọng lượng nhẹ, kết hợp được với đầu đạn lớn, sức công phá mạnh. AT-4 có bộ phận chặn bằng nhựa đặt ở chính giữa ống phóng, ngay sau vỏ đạn và nơi chứa nhiên liệu đẩy được che chắn bởi ống phóng bên ngoài. Khi nhiên liệu cháy, tạo ra áp suất tới ngưỡng để đẩy đầu đạn. Chi tiết chặn sẽ tự động hủy cho khí thoát ra phía sau. Khẩu súng không bị giật nhưng tạo ra luồng khí phụt có áp lực rất lớn. Đây chính là nhược điểm của các loại súng không giật nói chung. Luồng khí phụt có thể gây thương tích nặng, thậm chí tử vong cho người đứng phía sau. Đôi khi chính bản thân người bắn, nhất là trong không gian hẹp, ngoài ra còn dễ làm xạ thủ bị lộ vị trí. Vấn đề này được giải quyết bằng phiên bản AT-4CS được thiết kế đặc biệt cho tác chiến đô thị. AT-4CS dùng thiết bị giảm giật chuyên dụng bằng nước muối để hấp thụ tác động, làm cho áp lực luồng khí đi ra phía sau giảm hẳn, phù hợp điều kiện tác chiến chật hẹp. Các khẩu M136 tương thích nhiều loại kính ngắm. Khi phục vụ trong quân đội Mỹ, nó thường được gắn hệ thống ngắm ban ngày như AN-PAQ-4C hay AN-PEQ-2, còn ban đêm sẽ sử dụng AN-PAS-13, AT-4, thậm chí chỉ cần thước ngắm tiêu chuẩn vẫn tác xạ chính xác. Đầu đạn của M136 bao gồm đạn xuyên lõm chống tăng tiêu chuẩn có trọng lượng 1,8 km, chiều dài 460mm, sơ tốc 290m/giây, thời gian bay qua quãng đường 250m dưới 1 giây, tầm bắn tối đa lên tới 2.100m, đạn có khả năng xuyên 420mm giáp đồng nhất. M136 còn được trang bị đạn đa dụng HEDP-502, chủ yếu dùng để chống lại công sự, bong ke. Đạn có thể lắp ngòi nổ tiếp xúc hoặc ngòi nổ giữ chậm nhằm mục đích xuyên qua tường bê tông rồi mới phát nổ để tăng sức phá hoại. Đạn HEDP-502 cũng được dùng để chống lại mục tiêu là xe thiết giáp nhẹ khi có khả năng xuyên qua 150mm giáp đồng nhất. Ngoài ra, M136 còn được trang bị nhiều loại đạn khác nhau như đạn xuyên mạnh HP, tăng khả năng xuyên lên tới 500-600mm giáp đồng nhất, đạn chống bong ke công sự AT-8, thay thế đầu đạn xuyên lõm bằng đầu đạn chống bong ke chuyên dụng và đạn nổ phá mang liều kép AST. Được thiết kế chuyên dùng cho tác chiến đô thị với khả năng xuyên phá mạnh hơn các công trình xây dựng. M136 được ưa thích vì sự gọn nhẹ, dễ sử dụng, có uy lực mạnh và độ chính xác cao. Hiện nay, M136 được lựa chọn sử dụng bởi nhiều quân đội trên khắp thế giới. Ngoài quân đội Mỹ và Thụy Điển, M136 còn có mặt tại nhiều quốc gia khác như Anh, Pháp, Phần Lan, Indonesia hay Hy Lạp. Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong tác chiến hiện đại, khí tài quang và quang điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng, được coi là con mắt của các hệ thống vũ khí, hệ thống trinh sát và điều khiển hỏa lực. Với khả năng nhìn ngày, nhìn đêm, thu nhận tín hiệu quang học phát ra từ mục tiêu,
để điều khiển thiết bị và vũ khí. Ở nước ta, ngay tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, có một bộ phận đặc thù mà những con người ở đó chúng tôi gọi vui là những người thầy quang học, đang ngày càng khẳng định vai trò làm chủ trong quá trình truyền đạt kiến thức và nghiên cứu, thiết kế, chế thử ra những sản phẩm quang học hữu dụng, phục vụ trong giảng dạy, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và kinh tế dân sinh. Đối với người giảng viên trong trường đại học thì hai cái công việc cơ bản đấy là đào tạo và nghiên cứu khoa học. Muốn đào tạo tốt thì phải nghiên cứu khoa học tốt và ngược lại. Trong cái lĩnh vực chuyên ngành hẹp là chuyên ngành quang. Thế nhưng mà về riêng lĩnh vực về đào tạo thì nó có cả hai phía. Từ cái phương pháp sư phạm rồi cái phương pháp thì hiện nay như học viện đang chủ trương áp dụng cái phương pháp giảng dạy tích cực về nghiên cứu khoa học ấy, thì đối với ngành quang ở đây thì nó đòi hỏi ở cái những người làm công tác nghiên cứu là cái nhiều cái đức tính nó rất là đặc biệt. Có thể nhận thấy, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, mục tiêu, yêu cầu đào tạo và nội dung chương trình đào tạo của Học viện Kỹ thuật Quân sự có sự thay đổi, điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn. Song luôn bám sát đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, sự phát triển của khoa học công nghệ, sát với đối tượng tác chiến, sát với nhiệm vụ kỹ thuật trọng tâm và phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, sự tích hợp và ra đời của các hệ thống vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, các phương tiện tác chiến hiện đại và các phương thức nghệ thuật tác chiến mới đòi hỏi công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật quân đội cũng cần có những đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Đặc biệt, Học viện đã quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng, các chỉ thị nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đào tạo kỹ sư quân sự, nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, được thể hiện bằng những biện pháp cụ thể, thiết thực như đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm, điều chỉnh nội dung chương trình bám sát hơn thực tiễn công tác kỹ thuật, với mục tiêu đào tạo học viên tốt nghiệp ra trường là sĩ quan, kỹ sư, đảng viên. Học viện Kỹ thuật Quân sự luôn được xác định là đào tạo ra người sĩ quan tốt, người kỹ sư giỏi, vừa là người đảng viên mẫu mực, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng quân đội, phục vụ tốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, mục tiêu đào tạo của Học viện Kỹ thuật Quân sự vẫn được xác định như trên. Trong đó, mục tiêu đào tạo người kỹ sư được gắn liền với thực tiễn đơn vị, có trình độ kiến thức, chuyên môn, công nghệ nền, từng bước theo kịp trình độ khu vực và quốc tế. Với một đích đến như vậy, tại bộ môn khí tài quang học của Học viện, quá trình dạy, học, nghiên cứu luôn được tiến hành song song. Đặc biệt, trước tình hình mới, công tác nghiên cứu khoa học của bộ môn được đặc biệt quan tâm. Cũng vì thế, thời gian qua, năng lực thiết kế chế tạo khí tài quang học nói chung, kính ngắm ban đêm nói riêng của quân đội ta ngày càng được nâng cao, có khả năng làm chủ việc thiết kế chế tạo các loại khí tài quang ban ngày, khí tài quang nhìn đêm, hoạt động theo nguyên lý khuếch đại ánh sáng yếu. Bộ môn khí tài quang học thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự cũng đã có những bước tiến đáng kể trong nghiên cứu chế tạo khí tài quang, quang điện tử. Minh chứng cho điều đó là một loạt những sản phẩm khí tài quang và quang điện tử ra đời trong thời gian gần đây, như kính ngắm bắn nhanh MS dùng cho súng tiểu liên AK và AR-15, kính ngắm hologram HSM-79 dùng cho súng phóng lựu M-79, thiết bị quy chính QC-85 dùng để đồng bộ kính ngắm trực tiếp và kính ngắm toàn cảnh cho pháo 85mm D-44. Hệ thống quang điện tử ngắm bắn ngày đêm dùng cho pháo 25mm trên tàu cảnh sát biển. Ở bên cạnh hoạt động đào tạo thì hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn trong những năm vừa qua thì cũng được chúng tôi tập trung chú ý và đẩy mạnh. Và trên thực tế thì chúng tôi đã bám sát, thứ nhất là bám sát cái định hướng của lãnh đạo từ cấp bộ phòng đến học viện đến khoa để đề xuất những cái hướng nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường hơn nữa cái hoạt động thu thập nghe ngóng thông tin từ thực tiễn hoạt động của các đơn vị cũng như là thông tin từ nước ngoài để mà đề xuất những cái hướng nghiên cứu khoa học, đề xuất những cái đề tài, các cái định hướng để trên cơ sở đó triển khai các hoạt động khoa học công nghệ
đáp ứng thứ nhất là để theo được cái hơi thở cuộc sống, và thứ hai nữa là đáp ứng sát với lại cái nhu cầu thực tiễn của các đơn vị. Trong ngành quang học nói chung, đòi hỏi người làm công tác nghiên cứu phải tỉ mỉ, kiên trì, bởi những thiết bị quang học là những thiết bị chính xác. Một thiết bị gồm rất nhiều chi tiết, chỉ cần sai một chút là sản phẩm không hoạt động, điểm ảnh bị lệch và thậm chí không tìm được. Ngoài ra, thiết bị quang học đòi hỏi phải rất sạch sẽ nên cần lau chùi thường xuyên, đặc biệt không thể để bàn tay tác động trực tiếp trên bề mặt kính. Những thiết bị đó cũng cần độ chính xác cao, độ sai số chỉ cho phép trong vài chục nanomet. Nếu có động vào lau đi lau lại sẽ gây hư hại bề mặt kính. Chưa kể trong quá trình làm việc có thể làm rơi vỡ kính. Là những người thầy, đồng thời cũng là những nhà nghiên cứu về khí tài quang học, nên mỗi cán bộ giảng viên ở bộ môn khí tài quang học luôn hiểu rõ những điều này. Với họ, nghề là nghiệp, là phải đam mê, cống hiến. Nhưng hơn bao giờ hết, khi đã xác định gắn bó với nghề quang học thì cũng đồng nghĩa với sự tỉ mẩn và nghiêm khắc, với sự nhẫn nại của tư duy và của chính bản thân người thầy. Đó là cái tư duy phân tích rất là cao. Tại vì có rất nhiều thành phần thế này, thì khi mình phân tích rồi là hệ thống quang học nó được tạo thành từ rất nhiều các chi tiết. Thế bây giờ nếu mà đo đạc rồi để phát triển sản phẩm thì mục đích là để tìm ra những cái lỗi ở trong hệ thống đấy. Thế bây giờ một hệ thống nó gồm rất nhiều thành phần như vậy thì phải phân tích được cho ra là nó là lỗi ở khâu nào của thành phần nào. Thì lúc đấy thì mình có thể là mới cải tiến được sản phẩm để nâng cao chất lượng lên. Thế còn về nghiên cứu về lý thuyết bên khoa học thì cũng đòi hỏi là có tư duy về kiến thức nền rất là cao. Tại vì là những cái hệ thống khoa học này nó hoạt động theo đúng cái bản chất vật lý của nó. Thế cho nên là cũng cần phải kiến thức về vật lý, về toán học của những người làm nghiên cứu khoa học về quang lại rất là cao. Tại vì là chỉ cần sai một chút thôi là nó không hoạt động. Nó sẽ hoạt động sai liền, chứ không phải như là bên cơ khí có thể là một thời gian sau nó mới hỏng. Thì ở đây là nếu mà tính không đúng cái thì gia công xong là gần như vứt đi luôn. Trong điều kiện hiện nay của quân đội ta, việc nâng cao chất lượng đào tạo, nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu làm chủ, khai thác và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí trang bị kỹ thuật thế hệ mới là yêu cầu cấp thiết, nhằm góp phần giải quyết những bất cập hiện nay về làm chủ khai thác và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí trang bị kỹ thuật thế hệ mới. Do đó, việc chú trọng đầu tư cho công tác đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao và triển khai kết hợp đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao với công tác nghiên cứu, làm chủ khai thác và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí trang bị kỹ thuật thế hệ mới đưa vào thực tiễn là một chủ trương rất hợp thời của Học viện Kỹ thuật Quân sự nói chung và Bộ môn Khí tài Quang học nói riêng. Những sản phẩm được hiện thực hóa từ các công trình đề tài nghiên cứu về khí tài quang học chính là thành quả từ những chủ trương trên. Vài ba năm trở lại đây thì cũng đã đẩy mạnh các cái hoạt động nghiên cứu trong cái việc là thiết kế chế tạo một số các cái loại thiết bị quang học phục vụ cho hoạt động tác chiến ban ngày cũng như là ban đêm của các đơn vị quân đội. Và trong đó một vài cái sản phẩm điển hình mà chúng tôi có thể nêu ví dụ trong thời gian vừa qua như là cái thiết kính ngắm lai ghép ngày đêm cho súng B-41 là cái thiết bị ngắm bắn mà chúng tôi đã thiết kế và thử nghiệm thành công, và cũng là cái thiết bị lai ghép ngày đêm đầu tiên được thiết kế và chế tạo ở Việt Nam. Gần đây hơn, chúng tôi cũng đã tự phát triển trên cơ sở là mua những cái module thương mại, những cái một vài cái mẫu camera ảnh nhiệt, ví dụ như cái camera ảnh nhiệt TC100 để phục vụ trước hết là cho nhu cầu của chính mình để quan sát ban đêm trong những cái cuộc thử nghiệm ban đêm, đồng thời là cũng là những cái nguyên mẫu đầu tiên để chúng tôi nghiên cứu làm chủ một cái kỹ thuật mới phục vụ cho các hoạt động tác chiến đêm, đáp ứng cái nhu cầu của quân đội. Những sản phẩm mà chủ nhiệm bộ môn khí tài quang học vừa chia sẻ là những sản phẩm được đánh giá có hàm lượng khoa học công nghệ cao, lần đầu tiên được thiết kế và chế tạo tại Việt Nam. Qua quá trình thử nghiệm và áp dụng thử, được các đơn vị đánh giá cao. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về những sản phẩm này. Theo nguyên bản, xe tăng lội nước PT-76 chỉ được trang bị kính ngắm ban ngày nên hiệu quả tác chiến của vũ khí trên xe bị hạn chế đáng kể trong điều kiện đêm tối.
Như vậy, để nâng cao hiệu quả chiến đấu cho xe tăng thì cần phải trang bị khí tài ngắm bắn ban đêm có tầm hoạt động trên 1.000 mét nhưng không ảnh hưởng tới các thành phần kết cấu khác và thao tác của kíp xe. Trước yêu cầu đó, nhóm thiết kế sản phẩm thuộc bộ môn khí tài quang học đã áp dụng giải pháp quang truyền hình để thiết kế chế tạo thiết bị. Thiết bị dùng để ngắm bắn cho cả pháo và súng máy trên xe tăng PT-76. Đây là thiết bị quang điện tử hoàn toàn mới được bộ môn thiết kế chế tạo trong thời gian 6 tháng. Đây là cái bộ thiết bị mà có thể quan sát được cả ngày lẫn đêm, có sử dụng công nghệ camera quan sát ngày và camera quan sát đêm. Sau đó thì hình ảnh quan sát được thì được đưa vào qua màn hình vào trong buồng xe để cho người trắc thủ quan sát và ngắm bắn. Trên màn hình này thì chúng tôi có đủ các cái thước ngắm để ngắm bắn cho các loại đạn khác nhau và các cự ly khác nhau. Ở trên này thì có nút chuyển đổi, chúng tôi có thể chỉ cần bật nút là có thể chuyển từ kênh ngày sang kênh đêm. Thiết bị DNS PT-76 gồm khối ống kính, khối điều khiển và hiển thị. Hai khối đều sử dụng nguồn điện trên xe và được kết nối với nhau bằng một cáp chuyên dụng. Khối ống kính được bố trí bên ngoài tháp xe. Khối ống kính gồm một ống kính ngắm đêm khẩu độ lớn làm việc theo nguyên lý khuếch đại ánh sáng yếu thế hệ 3 hoặc 2 cộng và một ống kính ngắm ngày. Cả hai ống kính được đặt trên bệ quay tầm, hướng, kiểu gimbal, có gắn các kiểu motor để điều khiển. Hình ảnh mục tiêu được ống kính thu nhận và truyền vào bên trong tháp pháo, hiển thị trên màn hình LCD 8 inch trong xe. Riêng về quang ở đây thì chúng tôi phải phát triển cái hệ thống mới. Ở đây là một cái người ta đòi hỏi một ví dụ như cái thiết bị ngắm bắn xe tăng đòi hỏi tầm quan sát rất là lớn, đến 1,5 km. Đấy, vì vậy là chúng tôi phát triển một cái hệ thống quang học mới và có cái sức mạnh tương ứng. Tức là kích thước của những cái chi tiết đấy rất là lớn. Đấy, và lớn hơn hẳn những cái mà hiện giờ ở Việt Nam đang sản xuất. Đấy, vì vậy là từ thiết kế đã phải rất chú ý đến cái điều kiện là đã phải phân tích rất là kỹ tất cả những cái ảnh hưởng của sai số như thế nào để liệu mình với khả năng trong nước có gia công được hay không. Đấy, thì ngay từ thiết kế đã phải chú ý rồi. Đấy, thì sau đó thì khi gia công là chúng tôi cũng phải trực tiếp đứng máy gia công, chứ không như những cái sản phẩm khác là có thể đưa xuống nhà máy, cứ gia công một lúc là lại phải đưa vào đây, 5 phút sau lại phải đưa lên máy các cái thiết bị ở trong phòng này để mà đo kiểm, đấy, kiểm tra đến khi nào đạt thì mới thôi mới dừng lại. Đấy, thì sau đó là thiết bị đấy là vì kiểm soát rất là kỹ từng chi tiết một, cho nên là khi vào tổng lắp là và đo kiểm thông số tổng thể của cả hệ là đạt chất lượng rất tốt. Đấy, và vì làm kỹ vậy cho nên mặc dù thiết bị rất phức tạp nhưng chúng tôi chỉ làm trong vòng 6 tháng là phát triển cái sản phẩm đấy. Sau đó thì cái quy trình công nghệ đấy là chúng tôi sẽ được lập lại thành các cái phiếu công nghệ nó hoàn chỉnh. Thì sau đó là khi chúng tôi phát triển lại, bây giờ làm tiếp các cái sản phẩm tiếp theo yêu cầu số lượng lớn hơn thì chúng tôi rút ngắn thời gian rất là nhanh. Khối điều khiển và hiển thị bên trong tháp pháo gồm một bộ điều khiển và màn hình. Bộ điều khiển được thiết kế tích hợp cùng với màn hình cho phép pháo thủ đo cự ly đến mục tiêu, ấn nút lựa chọn loại đạn và các thông số thuật phóng. Từ đó bộ xử lý tự động tính toán điểm ngắm, pháo thủ quan sát trên màn hình, điều khiển pháo đến điểm ngắm trùng với mục tiêu và thực hiện bắn. Vì là phục vụ cho các xe tăng nội nước cho nên cái sản phẩm này thì chúng tôi đã tính đến độ bền với môi trường. Chúng tôi đã làm cho các cái hệ quang rồi thì các cái phần cơ khí ở đây là được bịt kín và được bơm bằng khí trơ để đảm bảo cái độ kín của thiết bị, và thiết bị này có thể chịu đựng cái điều kiện khắc nghiệt ngoài đảo cũng như là các cái điều kiện khi mà xe tăng chiến đấu nội nước thì đều có thể tác chiến được. Thiết bị DNS PT-76 đã được đo đạc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên địa hình sông nước và bắn đạn thật cả ban ngày lẫn ban đêm tại trường bắn. Kết quả thu được, cự ly quan sát trên thực địa của thiết bị trong đêm tối đạt tới 1.500 m. Hình ảnh quan sát trên màn hình trực quan, pháo thủ dễ dàng thao tác kết quả bắn đạn thật, đáp ứng tốt các yêu cầu về độ trúng và độ trụng. Với kính ngắm lai ghép ngày đêm DNS B41, sản phẩm đã đoạt giải thưởng sáng tạo Vifotech 2016.
Tính mới của đề tài chính là ở hệ quang học có thể dễ dàng chuyển từ quan sát ngày sang quan sát đêm chỉ bằng núm xoay mà vẫn đảm bảo độ chính xác để ngắm bắn. Sản phẩm ra đời từ việc chủ động nắm bắt được nhu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển khí tải quang điện tử hiện đại. Những người thầy quang học chính là tác giả và cũng là những nhà khoa học rất sáng tạo với tinh thần nghiên cứu khoa học khá táo bạo. Cái kính nhai ghép thì nó không đơn giản chỉ là lấy một cái kính nhai ghép với một cái kính đêm, mà ở đây phải giải quyết một loạt các cái vấn đề khoa công nghệ, như là khi mà xoay cái núm này thì việc ổn định của các cái đường quang giữa kính ngày và kính đêm nó phải được ổn định thì chúng ta ngắm bắn nó mới chính xác. Và ngoài ra thì khi mà ghép hai kênh thì chúng ta phải sử dụng chung một cái ống thị kính và một cái kính vạch, cho nên là phải đảm bảo được các cái độ chính xác. Chẳng hạn như trong quá trình tác chiến ban đêm, khi mà địch thả pháo sáng thì khi đó kênh đêm sẽ bị lóa, không quan sát được. Thế thì trong trường hợp đó người ta chỉ cần xoay núm chuyển sang kênh ngày thì vẫn có thể quan sát tác chiến hoạt động bình thường. Cái bài toán mà chúng tôi đã làm đối với cái sản phẩm này đó chính là việc thiết kế được cái hệ quang phù hợp với cái điều kiện công nghệ gia công chế tạo ở trong nước. Tôi cũng đã phải chú trọng ngay từ đầu tiên là cái xây dựng cái sơ đồ nguyên lý, đã phải chú ý rất kỹ và xây dựng nên một cái sơ đồ có tính khả thi cao, và cũng đặc biệt là cũng phải chú ý đến trình độ công nghệ ở trong nước. Đấy, và chúng tôi cuối cùng là tìm ra được cái sơ đồ là nó có khả năng chấp nhận sai số nhiều nhất. Đó. Tức là cho phép là các linh kiện có sai số lớn một chút mà vẫn hoạt động được tốt. Thế trong khi các cái sơ đồ mà chúng tôi đã tìm hiểu trước đây thì của nước ngoài người ta cũng có rồi, các nước tiên tiến đương nhiên là có. Thế nhưng mà tất cả những cái sơ đồ đây thì có những thành phần yêu cầu cái độ chính xác rất cao, mà có thể là trong nước thì có thể gia công đơn chiếc thì làm được, nhưng mà đến lúc làm hàng loạt thì lại không, lại khó khăn. Đấy, vì vậy là chúng tôi đã nghiên cứu ra một cái sơ đồ hoàn toàn khác. Và cái sơ đồ đấy thì điểm đặc biệt của nó là nó rất ổn định. Đấy, mặc dù một số chi tiết có thể sai số nhưng mà thiết bị là vẫn hoạt động rất là chính xác. Kính ngắm lai ghép ngày đêm DNS B41 có khối lượng 1,65 kg, khối lượng tổng cộng hai kính ngắm nguyên bản là 2,1 kg, cự ly quan sát xe tăng trong đêm tối lên tới 600 m. Việc chuyển chế độ ngắm ngày sang ngắm đêm và ngược lại được thực hiện rất dễ dàng, nhanh chóng, chỉ bằng cách quay lẫy. Khi đó, lăng kính Penta cải biên có hai mặt bên làm việc ở chế độ khúc xạ sẽ quay quanh quang trục của cụm đảo ảnh để cho phép chùm tia từ vật kính ngày hoặc từ cụm đảo ảnh đi qua. Đây là một kiểu kết cấu hoàn toàn mới và đã được bộ môn đăng ký sở hữu trí tuệ. Một điểm mới đáng chú ý khác trong kết cấu của kính ngắm DNS B41 là ống kính kênh đêm có kích thước và khối lượng lớn hơn được thiết kế lệch về phía bên phải. Điều này làm giảm thiểu moment lật khi kính được gắn trên súng, giúp xạ thủ dễ dàng thực hiện thao tác ngắm và giữ ổn định tổ hợp súng, kính trong quá trình ngắm bắn. Hơn nữa, trong kính ngắm còn tích hợp cảm biến quang và mạch điện tử cho phép tự động ngắt nguồn nuôi để bảo vệ bộ biến đổi quang điện khi có sự chiếu ánh sáng mạnh. Sau thời gian áp dụng và thử nghiệm bắn đạn thật, kính ngắm DNS B41 đã được đánh giá cao với nhiều tính năng nổi bật và thông số kỹ chiến thuật đáp ứng tốt yêu cầu tác chiến. Rồi trong hai cái sản phẩm mà chúng tôi đã nghiên cứu phát triển là thứ nhất là cái kính nai ghép ngày đêm cho súng B41, súng chống tăng B41 và cái thiết bị ngắm bắn ban đêm cho xe tăng PT-76. Thì cả hai cái này thì đều có một cái điểm là nó là cái loại khí tài tích hợp, có mức độ tích hợp rất cao. Nó bao gồm cả kênh ngày, kênh đêm, và đấy là về quang học. Thế còn về công nghệ thì chúng tôi đã tích hợp cả từ quang này, cơ khí, rồi điện tử, rồi đến công nghệ thông tin trong một cái sản phẩm đấy. Nó đòi hỏi tức là kiến thức của cả rất nhiều lĩnh vực, đấy cho nên là độ phức tạp rất cao. Thế vì vậy là khi cái nghiên cứu phát triển cái sản phẩm này là chúng tôi phải từ ngay từ ban đầu là cái cấu trúc của hệ thống là phải được thiết lập, phải được xây dựng rất là chặt chẽ. Đấy, từ đó thì sau đó thì tất cả cái thành phần phối hợp với nhau như thế nào trong cái hệ thống đấy phải được phân tích và được bàn luận rất là kỹ, rồi sau đó khi chốt được cái phương án đấy rồi thì bắt đầu mới tiến hành mổ xẻ ra đến các bước tiếp theo. Có
có thể khẳng định ảnh nhiệt đang là xu hướng mới nhất hiện nay trong nhóm khí tải quang điện tử, bởi khả năng quan sát vượt trội, tăng tầm nhìn và tính bí mật tối ưu so với các hệ quan sát trước đó như khuếch đại ánh sáng yếu hay hồng ngoại. Với thiết bị camera ảnh nhiệt TC100 làm việc ở dải bức sóng hồng ngoại xa từ 8 đến 12 micromet, có thể quan sát người và vật phát nhiệt cách xa 500 mét, quan sát được xe tăng quân sự, tàu xuồng cỡ nhỏ ở cự ly 1000 mét. Thiết bị có thể quan sát được trong điều kiện thời tiết kể cả sương mù hay khói bụi. Thích hợp cho việc quan sát địa hình địa vật, phát hiện mục tiêu, cảnh giới biển đảo và hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của lực lượng biên phòng. Trong quá trình tích hợp thì ngoài cái việc là để tạo được cái chất lượng ảnh cho nó tốt thì chúng tôi tích hợp thêm cả các phần mềm xử lý ảnh, tích hợp các cái phần điều khiển để cho cái camera này nó có thể quan sát ở các cái cự ly xa gần, rồi thì thay đổi góc tầm góc hướng để quan sát trong các cái khoảng rộng. Cái thiết bị ảnh nhiệt thì ngoài cái nhiệm vụ là quan sát cảnh giới thì có thể lắp lên các cái tổ hợp vũ khí dùng để quan sát mục tiêu, lấy tọa độ mục tiêu và ngắm bắn. Với những thành công nhất định cho việc lựa chọn hướng nghiên cứu và giảng dạy, bộ môn khí tài quang học thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự đang ngày càng khẳng định sự trưởng thành của mình, đồng thời mở ra hướng đi mới, cách tiếp cận mới cho việc nghiên cứu, giảng dạy, phát triển các chủng loại khí tài quang và quang điện tử ở nước ta. Những người thầy quang học đang từng ngày cùng bao thế hệ học viên rèn đức, luyện tài, say mê sáng tạo và đồng hành cùng với sự đi lên của quân đội, của đất nước, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Tạp chí Khoa học Quân sự tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.